mừng thí sinh mang số báo danh 245, Đỗ Thị Hà. Một lần nữa xin được chúc mừng Tân Hoa hậu Việt Nam năm 2020, Đỗ Thị Hà. Actually, it's like a normal burger. I just think that it looks like normal burger. At the first time, I thought they will serve with the pork broth to dip the burger inside.